Tại buổi tiếp, hai bộ trưởng đánh giá cao những bước phát triển gần đây trong quan hệ song phương. Thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia tiếp tục được triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần các văn bản, thỏa thuận đã ký kết. Bộ trưởng Australia đánh giá cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Australia, thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc Australia tăng cường hợp tác với ASEAN trong lĩnh vực quốc phòng và công tác chuẩn bị của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 thời gian qua. Australia sẽ ủng hộ cao nhất các hoạt động do Việt Nam chủ trì, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và vận chuyển các lực lượng thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 tiếp theo, qua đó góp phần giúp Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ và thể hiện vai trò, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.